người tương tác được chứ. Hay là tất cả mọi người lần đầu tiên cho em và bé Xương Gồng gửi lời chào đến cả nhà yêu thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc nha. Hôm nay là bước sang ngày mới, là bắt đầu là cái đầu tiên của ngày thứ ba, là ngày 27 Tây tháng 4. Còn mấy ngày nữa rồi nữa là chúng ta sẽ vô ngày là ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì Hồng Lý chỉ hỏi trên hỏi những người Việt Nam thôi nha. Thì cả nhà mình có ai chuẩn bị đi đâu chơi chưa nè? Nếu mà chưa có ai đi cho Hùng Lý, nếu mà ai chưa đi thì điện thoại cho Hùng Lý nè, Hùng Lý dẫn đi chơi nha. Còn nếu mà ai đã lên kế hoạch rồi thì cho Hùng Lý đi ké với nhau mọi người. Hùng Lý ngủ đi là Hùng Lý hường đó. Nói chứ hôm nay là cái clip này quay thường thường là mọi người biết là mỗi lần mà khi chuẩn bị mà có một cái phát từ thiện á thì một sao em cầm cứng ngắc cái này vậy trời. Em cầm tưởng tượng gì em biết cầm lại nhưng mà để gì cho dễ thương. Em quên cứ cầm gì không á. Là chuẩn bị á, là em ngày em phát từ thiện á là lúc nào em cũng có một cái clip gửi đến cho cả nhà là cái lúc mà ướp thịt rồi đó. Thì em nghĩ là nó chỉ vòng quanh như đó thôi, nhưng mà có lẽ là cả nhà mình cũng vẫn thích xem. Vì những người mà đồng hành cùng Hùng Lý từ thiện á thì họ thích là những cái lúc mà Hùng Lý quay cái lúc mà chị Giàu ướp thịt rồi nào, cả nhà cứ thích xem. Và kể cả những người yêu thương mình nữa vẫn thích xem những cái công đoạn đó. Còn những bạn thì Hùng Lý mỗi lần mà lên clip không phải là Hùng nói, những bạn anti á Hùng Lý biết á là không phải là các bạn ghét Hùng Lý đâu, thực sự hôm nay Hùng Lý nói luôn, đa số là các bạn không thích bé Hai, mà có lẽ là Hùng Lý đồng hành với bé Hai thì các bạn không thích. Cái đâm ra Hùng Lý để ý nhiều lắm, cái clip của Hùng Lý á, các bạn vào các bạn không có lo tên Hùng Lý ra mà thường thường nói về bé Hai. Nhưng các bạn biết không, thì hôm nay Hùng Lý cũng nói luôn vậy nè, cái clip Hùng Lý làm từ thiện, Hùng Lý làm thiện nguyện mà các bạn không thích bé Hai mà các bạn vẫn bình luận trong cái clip đó dù không nói tên Hùng Lý. Nhưng các bạn nghĩ là nhiều khi ai cũng vậy, cái clip mình làm thiện nguyện cái ngày đó mình cảm thấy rất là vui vì ngày đó mình đã làm được một cái việc gọi là có ý nghĩa, trong lòng vui lắm. Mà vào nhìn những cái bình luận đó thì Hùng Lý hơi cảm thấy bị nhói lòng. Vì vậy là đôi lúc cũng phản bác lại những cái bình luận của các bạn. Chứ thực sự các bạn nghĩ đi, các bạn nói ví dụ nói với Hai không nói đến Hùng Lý không trả lời cũng được á, mà tại sao Hùng Lý vẫn trả lời bình luận của các bạn? Vì Hùng Lý nghĩ là cái clip đó là cái clip thiện nguyện, đang thiện nguyện về cái phần của Hùng Lý. Mọi người thấy dạo này bé Hai đâu có đứng ra, bé Hai làm thiện nguyện đâu, bé Hai chỉ đứng ra buôn bán thôi, mà các bạn vẫn lôi vô đó. Bạn nói là làm từ thiện, bé Hai làm từ thiện ăn chặn này nọ, thì dù không nói tên Hùng Lý nhưng mà trong cái clip đó là cái clip đang thiện nguyện, Hùng Lý đang đứng là người đầu tàu làm thiện nguyện đó. Lớn Hùng Lý bực, Hùng Lý phản bác lại giữa câu nói của các bạn đó. Vì vậy thì ở đôi lúc thì các bạn cũng hiểu cho Hùng Lý. Còn nếu mà các bạn cảm thấy mà giống như là không thích Hùng Lý, không thích bé Hai gì á thì bạn bình luận thì thôi, thì Hùng Lý phải chịu thôi nha. Bây giờ là chúng ta hãy vào xuống coi là chị Giàu thịt như thế nào rồi. Thịt thật sự nha mọi người, hôm nay mọi người nhìn hai thao chà bá lũa luôn. Vì kỳ này là phát cho bệnh viện nên Hùng Lý là làm nhiều, thật là nhiều. Tại vì vừa lý do xong, vừa anh chị em thương nó mới được nhiều vậy, chứ Hùng Lý không có làm nổi một mình đâu. Bây giờ điện thần tài cho các anh tì bất chủ thì con nhìn mô phật để anh chị em đồng hành cùng con thì thương con nhiều hơn cả nhà, bên cả nhà quen ông điện thần tài nha. Còn anh tì là một chủ con thì điện tài gia hộ cho mấy người đó, xây chỉ cho mấy người đó tịnh tâm lại bất chủ mô phật đái thiệt đó, không có giỡn đâu, phải thiệt đó, không có giỡn. Trời ơi, em nhìn cái thao thịt này em tưởng tượng chị Giàu đang làm cho bộ đội ăn chứ không phải làm cho bệnh viện. Trời ơi là trời, cái thao thịt kìa mọi người ơi, em tèo nữa nè mọi người đó. Em nghĩ là cả nhà mình chỉ cần ở xuống đây thôi là nhìn cái thao thịt, không có dùm từ hấp dẫn vì thịt mình là còn sống nên không có dùm từ hấp dẫn được, mà gọi là hoành tráng, đúng không cả nhà? Đó, trời ơi chị Giàu đeo luôn, trời ơi hay quá máu ơi. Đó, bây giờ là mọi nhìn cái thao thịt thì em không nói là thịt hấp dẫn nha, tại vì là nó còn sống thì nhìn nó hấp dẫn, mà gọi là những cái thao thịt nha, hoành tráng, hoành tráng luôn nha cả nhà nha. Đó, chị Giàu đi chợ, Hùng biết nói thật với mọi người là đi chợ thịt này là thịt nóng luôn. Các em thịt nóng luôn, tại vì sườn, mọi người có biết là sườn cốt lết nó cũng có nhiều loại. Và kể cả ba chỉ cũng có nhiều loại, thì mọi người nhìn sườn của em. Thì nếu là những người bán cơm và những người chuyên về cơm tắm này nọ, thì mọi người nhìn cái thao thịt này chắc chắn mọi người đã biết thịt ngon rồi đó. Tại vì những anh chị em mà vào đi ăn á, hoặc là đồng hành á, thì là thấy miếng sườn nè, thì sườn nào cũng như sườn đó hết. Đây chị Giàu có đồ gấp đó chị Giàu, đây em mượn đi. Cả nhà nghĩ là ở sườn cốt lết tất cả đều là sườn cốt lết, nhưng mà em mọi người biết là sườn cốt lết cũng có
hai loại nha, có nhiều hai ba loại luôn. Loại là giá này cũng có, và ba gọi cũng vậy, rồi đùi cũng vậy. Có hai loại là giống như là Hùng Lý không có gành về nó nằm như thế nào đi. Nhưng mà những người anh chị bán cơm thì anh chị nhìn vô thịt là chắc chắn anh chị sẽ biết Hùng Lý là thịt nóng và thịt ngon, đúng không cả nhà? Rồi. Cái đùi này hả? Để em nhìn cái đùi này. Cái đùi này bự hơn cái đùi của thằng Thái luôn á chị. Em nói thiệt luôn á. Trời ơi là trời, có đùi bự chà bá lửa cho mọi người nha. Cái đùi rất là to nha cả nhà. Đó. Tại vì em nói chung là em kèm đùi vô ít à. Tại vì đa số em thấy là sườn nó sẽ ngon. Nhưng mà cũng muốn giống như là mình làm từ thiện thì phát cơm thì mình làm đa dạng chút xíu. Thêm gà, thêm này, thêm nọ vào. Và chị già hồi nãy giờ nói gì ngày mai có làm trứng không? Cái em ấy nói là phát ở bệnh viện. Em cũng sợ giống lần trước á. Và nhiều khi cái trứng mình kèm lên, tại vì mọi người biết thí dụ như em là em bản thân em nè, sườn với gà mọi người thấy là nó hoành tráng hơn trứng đúng không? Nhưng bản thân em lại thích ăn trứng. Em thích ăn trứng chiên ấp la rồi với bì. Thì em nghĩ là sẽ có những người cũng thích ăn cái món đó lắm, nhưng mà làm vào á thì nhiều người cứ hay nói ra nói vào. Nhưng mà suy nghĩ là ăn ti mà cái gì người ta cũng nói hết trơn á, thôi ngày mai cũng kèm thêm chút xíu trứng. Đó là trứng là Hùng Lý chỉ kèm theo thôi, chứ thịt và gà Hùng Lý đã đếm tổng số miếng rồi. Tại vì Hùng Lý đi chợ, Hùng Lý kể cho mọi người nghe vậy nè. Bây giờ Hùng Lý đi chợ, tại sao mà nhiều người nói ủa Hùng Lý mua nhiều quá mà sao Hùng Lý biết được là bao nhiêu miếng? Tại Hùng Lý nói chị giàu đi mua thịt đi, chị giàu cưng là cho em 1 ký trước, 1 ký là được bao nhiêu miếng thì tự Hùng Lý sẽ tổng ra được bao nhiêu ký sẽ là ra bao nhiêu miếng. Thì vậy là Hùng Lý làm rất là chuẩn. Ví dụ như bây giờ Hùng Lý có tánh là làm cái gì á thì hay dự bị lắm, dự bị trước và dự trữ thêm lắm. Ví dụ như giàu nói là cưng ra khoảng được 400 miếng như Hùng Lý thì Hùng Lý sẽ tự cho chị giàu mua thêm 2 ký riêng nữa, là làm phải 400 là phải làm 401, 402. Lý do là sao? Cả nhà biết lý do là sao mà em hay làm dương vậy không? Tại vì sáng sớm chắc chắn em là sẽ người ăn thử là mất hình thật, mất hành miếng. Mà đôi lúc vui mất 2 miếng cũng không chừng. Tại đang cơm mà em ăn thịt nhiều. Tại vì em biết trước là bây giờ là chắc chắn mình xuống mình phải ăn thử coi chị giàu ngoài đó chị giàu làm có ngon hay không. Còn nếu làm chuẩn 400 miếng thì chắc chắn là hụt của người ta 2 hộp. Còn có 398 miếng nè. Nên em mua 2 ký dư là một mình em không nhiều khi xui xui cái là 4 miếng nha mấy em. Chưa tính bà giàu cái nhỏ nhỏ con với nhiều khi 2 miếng hộp cơm chút xíu nhưng mà 2 miếng thịt. Em nói thật. Ăn dụng đó. Rồi chưa tính Thái ăn nữa. Rồi băm biên ăn nữa. Vì vậy là em lúc nào cũng mua dư ra hết. 400 em phải làm 420 thì cả nhà em ăn không cũng cỡ 90 thì miếng. Cái gì vậy Tèo ơi là Tèo. Đó. Tức dễ sợ. Từ từ nói chuyện. Để mẹ nói trước đi con. Nói tiếng mẹ cho tối mẹ ăn thịt con không. Dạ. Đó. Nha mọi người, thì bây giờ em hay làm dư như vậy lắm. Rồi xong rồi khi dư ra thì còn dư lại 9-10 miếng gì đó. Ví dụ mua 2 ký thịt riêng cho em ăn thử. Còn dư 9-10 miếng đó thì em sẽ để dư trong phần cơm đó luôn. Rồi sáng chị vào mà lỡ nấu cơm dư thì dư xúc cơm đâu có điều tay được đâu. Ví dụ nấu ra mà còn thao cơm nhỏ vậy nè thì múc khoảng được cho 9-10 hộp đó đi. Thì tự tụi em dự trữ trứng ở đây nè. Rồi đặt trứng vô làm với bì vô luôn. Thì mọi người thấy là nhìn vào thấy ở sao thấy bì với trứng á, là những cái đó là làm thêm không đó. Cái đó là phát sinh của Hùng Lý. Thí dụ như Hùng Lý đi chợ á, của sườn với lại gà thì Hùng Lý là biết cách đi chợ làm sao để đủ cái số tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi cho Hùng Lý. Rồi cái trứng Hùng Lý dự trữ là giống như Hùng Lý để nhà Hùng Lý ăn ấp la, hoặc là khi chị giàu chiên ăn cơm ở nhà giống như mua 30 trứng đi chị giàu. Còn nếu ngày đó mà dư cơm ra làm được 15 hộp nữa thì Hùng Lý lấy trứng của Hùng Lý ở nhà Hùng Lý bỏ vô luôn. Đó nha cả nhà nha. Cái này em đang tâm sự với lại những người yêu thương em nha. Còn những anti bây giờ mà em có nói đi chăng nữa, bây giờ nó nói em làm cơm với mỡ hành không luôn. Em chắc chắn vậy luôn, bây giờ em chịu hết. Đó, chị vào trộn thịt lên, chị vào cho em coi chút xíu. Cái này hả, sáng mình mua thịt nóng mình đi chợ, sáng giờ đi chợ lúc mấy giờ? Sáng đó. Lúc đó hả, chợ 6 mấy đó. Em lỡ bỏ vô tay rồi. Bỏ vô tay hết trộn, chị vào trộn xong phải không? Thôi bây giờ là coi như em đi. Mọi người gà đều nha. Không có theo kiểu mà giống như là treo đầu dê bán thịt chó nha cả nhà nha. Là lựa gà bự, gà bước là bự và sườn. Em nói thật sự luôn á, em dặn người ta là chặt đều tay luôn. Xui lắm á thì nó mới có trên lệch nhiều thôi. Vì khi người ta chặt nhiều quá mọi người ta bị mỏi tay đi. Cái nó bị vậy chứ em thật sự em kể nó là chị chặt đều tay cho em nha. Tại vì sườn á mà chị chặt nhỏ quá miếng sườn nó sẽ bị cong lại. Em ăn ở nhà thì thường thường mẹ em chia thật cho em để ý á. Ví dụ miếng sườn bị mỏng á thì chiên em thấy nó bị hay cong lại vậy nè cả nhà. Nó cong queo lại miếng sườn nó không có ngon. Còn miếng sườn mà bự á thì thường thường mà dày á mình hơi dày mình chiên ra thì nó vẫn còn nằm của miếng sườn như vậy. Em cố tình phay bằng tay được đó. Dạ, em nói thật sự lắm, em review bằng tay em luôn á. Đó nha mọi người nha, bây giờ là sườn mọi người nhìn là em tụi em rất là đều tay luôn. Nó trên lệch với nhau, ví dụ chút mà sườn ngon rất là ngon mọi người nhìn nè. Em nói thật em bóc đại lên không á chứ em không hề mà nè. Đó em không có lựa cho mọi người, ví dụ như em cầm em múc em bóc đại lên cho mọi người luôn nè. Đó mọi người nhìn nè, sườn rất là đều tay, không có bị nhỏ đâu, bằng ra mọi người rất là to, đúng không? Mọi người nhìn đi. Đó, mọi người nhìn em nói thật sự.
tại vì em không có biết trước mà để lên đâu. Nói thật sự nha mọi người nha, còn những anh chị nào bán cơm mà có vững, em nghĩ là những người buôn bán vững xem kênh YouTube của em đó, thì anh chị mà có bán cơm, anh chị nhìn lên tụi em phải mua thịt, là thịt ngon không đó, đúng không? Em mua thêm một thịt rất là ngon luôn, là gà nó ở dưới nè, thịt đồ nè mọi người nhìn nè, rất là ngon luôn nha mọi người nha, sườn rất là ngon luôn đó, thực chất nha. Còn gà nè mọi người nhìn nè, gà tụi em rất là điều tay, em mua gà thì chị già là lại mua gà, chị già chị vào mua gà loại mà khi người ta làm điều tay giúp em gà to thì đùi gà như vậy không nè mọi người. Thì gà như vậy trong một hộp cơm thì có một miếng gà thì sẽ kèm thêm một miếng bì vô nữa, bì mà em dặn chị giàu dạo này là bì phải làm thịt luôn, mua thịt trộn luôn chứ không làm bì không như lúc trước nữa, mà chị giàu mua bịch thịt chị giàu luộc xong rồi chị giàu cắt ra và trộn lên cho em, cho bì nhìn có thịt vào nó hấp dẫn, thịt có mỡ có thịt chứ không có làm nạc không, mà làm thịt trong bì với mình cắt vô có mỡ có nạc thì nó sẽ ngon đó nha cả nhà. Đó thì mày hỏi chị giàu nè, bây giờ là tới chị giàu nè, bây giờ kỳ này em nghĩ là chắc chắn sẽ hơn 400. Đúng rồi. Tại vì em đi chợ là em biết kỳ này sẽ hơn 400. Tại vì hồi sáng chị giàu gọi điện cho em cưng thịt này nọ xong, em có kêu chị giàu làm dự trữ thêm là chắc chắn là hơn 400. Thì chắc chắn là kỳ này là chị giàu hơi mệt hơn, là lý do là mọi người biết sao, phát ở bệnh viện thì chắc chắn tụi em sẽ làm sớm hơn bình thường, đúng không chị giàu? Đúng rồi. Sẽ qua đây là tương tác với em một chút xíu đi chị, của em rồi lắp giỏi đi nè, rồi chiều em cho tiền góp điều điều đồ đó này nọ nha. Vì khi á vậy á thì Hải Phòng nó không có tìm ở em thường dở nhưng mà cái em có chắc là mình chịu em chết đó. Nói chung là vui vẻ đi chị em mình. Cái phần này là của Mạnh Thường Quân ủng hộ, còn cái tiền mà gọi là phụ chị giàu mà góp điều điều để tới tháng mà dồn người ta vui vẻ rồi đó, thì cái tiền đó em lo cho chị giàu không sao, cái gì cái chị em mình. Ok nè, là bây giờ chị giàu nói cho em nghe, bây giờ chị giàu kể đi. Bây giờ sườn này xong rồi trong cơm mình sẽ có gồm những gì nữa mà nếu mà chuẩn bị ngày mai chị giàu sẽ mua thêm cái gì nè? Bì nè, rồi dưa leo, cà chua, mỡ nói hành. Không có được thiếu cho em, phải đủ cho em mỡ nha. Mỡ hành, rồi đồ chua, nước mắm. Mắm, là những cái phần trong cơm đó đúng không? Đúng rồi. Dưa leo, cà chua, bì trộn với thịt nè, đúng không? Tép mỡ, mỡ hành, rồi rượu chua, cà rốt, rồi này nọ để làm đồ chua. Rồi với lại gì nữa, còn gì nữa không? Còn nước mắm. Nước mắm, đúng không? Nhưng mà cái đợt này chị giàu nói như nè, chị giàu định mua sườn nấu canh, không có sườn nấu canh, đúng không? Nhưng mà Hùng Lý, cũng không có làm không? Không, Hùng Lý không cho làm. Mọi người biết sao không? Cực quá. Hùng Lý nói mọi người nghe nè, chị giàu cũng tội nghiệp lắm, chị giàu cứ nghĩ là thôi làm ngon cho mọi người ăn đi Hùng Lý, tại vì cho bệnh viện á, mình cho thêm canh vào. Có lý, nếu mà ai cho xem kênh thì chị giàu nó có lý, đúng không? Mà mọi người biết á, phần mà làm vô 400 mấy hộp cơm này á, mất thời gian rất là nhiều luôn. Tại vì ngày mai á, các bệnh viện phải tranh thủ phát sớm hơn bình thường ở đây. Tại bệnh viện á, là người ta phải là ta xuống tắm sáng sớm, bệnh viện tắm sáng sớm. Nhưng mà mọi người biết chị giàu kêu nấu canh, mà vô phần canh, mọi người biết phần canh phải đơn giản là người múc vô, người cột dây thun là đã mất hai người, mà trong khi cái phần mà gọi là cái team của em á, chỉ có ba người thôi. Mà vô thêm 300 mấy 400 canh, rồi 400 bây giờ 400 mấy canh nó múc gốc cả là tiền cái phần múc canh không mất hết mấy tiếng nữa rồi. Đúng. Em giải chị giàu nghe, chị giàu nghĩ đơn giản, chị giàu nói múc canh thôi làm canh cho người ta, nhưng mấy chị giàu múc thêm mấy tiếng nữa. Phải chi cái ekip của mình đông á, khoảng 9 10 người á thì nó khác. Người một chút, còn chị giàu có 3 người, sáng tèo nó lo chiên gà chiên đồ, chị giàu phải lo múc cơm xôi vô cơm, rồi người chiên được hàng đâm biên là phải bỏ vô thịt này nọ vô hộp. Rồi ai đâu mà múc canh. Đó bây giờ vì vậy là em mới nói là thôi chị giàu đừng có làm canh, bây giờ em không cho làm. Chị giàu nghĩ cái đó cũng là đúng, nếu mà ai xem trên kênh chắc chắn là nói là người ta bệnh phải cho ta một cái bịch canh để người ta ăn đi, nhưng mà không, có lẽ là không có kịp đâu. Thực sự múc 400 bịch canh đó là không bao giờ kịp, mất thời gian nhiều lắm. Thôi nhưng nói chung là cũng cảm ơn chị giàu, không có suy nghĩ á, là giống như là cho cái lần từ thiện này á, nó thêm một cái gì đó nó hay để cho gửi đến cho những bệnh nhân ở bệnh viện. Nhưng mà vì em cũng suy nghĩ xa hơn, em nghĩ nó không kịp. Lỡ chị giàu ham làm, ham gánh việc, cuối cùng không kịp giờ làm tới 9-10 giờ thì nó sẽ bị mất cái thời gian của bệnh nhân với lại người nhà bệnh nhân nuôi bệnh, người ta ăn sáng. Đó là ý tốt của chị giàu, nhưng mà Hùng Lý suy nghĩ ra được cái điều đó là không kịp. Vì vậy là thôi cũng cảm ơn chị giàu đã có một cái góp ý, mà góp ý hay. Nhưng mà vì mình không có thời gian và không có nhiều người để đồng hành phụ mình, vì vậy là thôi hẹn lại một dịp nào đó. Nếu mà có ai đồng hành thì mình sẽ làm hoành tráng hơn, canh đồ thịt bằm đồ này nọ rồi sườn cho người ta ha chị giàu ha. Đó. Lát nhớ đưa em đóng tiền góp nha. Chị giàu có giàu nghe. Em thường ở trên máy thôi. Còn chị giàu làm xong mà vừa pháp xong em lên phòng em ngủ mất tiêu. Một cách cũng không có.
ta gì ở trên kênh á, để cho người ta nói là Hùng Lý thương chị giàu, rồi chị giàu mới làm hết mình, không có đâu má ơi. Con mà làm xong bây giờ con vừa bắt xong con chạy to lên phòng mở cái máy lạnh luôn, con ngủ mất tiêu. Còn ai xung quanh ở dưới ai làm gì khi ăn sáng ăn đồ tự trả hết thì tôi mệt mỏi lắm này đó. Thường nha mọi người. Dạ, thì đã chưa cái clip này hôm nay cũng đã xong thì chiều nay chị giàu sẽ chuẩn bị vô nước mắm nha. Rồi chị giàu mua rau cải chuẩn bị mình cắt rồi đi nọ cho ngày mai á. Chắc có lẽ ngày mai thường thường em là từ thiện là sẽ có 3 cái clip. Cái clip ngày mai là chị giàu làm cơm làm xong sẽ gửi đến cả nhà cái clip nữa nha. Còn hôm nay là cái phần công bố mà Mạnh Thường Buôn đồng hành cùng em ấy, thường là sáng ngày mai em công bố cái lúc mà chị vào vô cơm mà chuẩn bị đi phát đó. Còn cái clip này là chị cái clip đi chợ cho mọi người thấy. Mọi người nếu mà ai biết nhìn hai thùng thịt này, Hùng Lý thật sự luôn là đã đoán ra là bao nhiêu ký thịt rồi, thì ngày mai Hùng Lý sẽ công bố với cả nhà nha. Và kết thúc clip, Hùng Lý với chị Giàu và tất cả ekip của Hùng Lý và kể cả kênh Số Sống Mới Thái Lan quay luôn, cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã thương kênh của Số Sống Mới, đồng hành cùng Số Sống Mới và luôn thương yêu các những gọi là cái bình luận dành cho Thái và dành cho Hùng Lý, hoặc là khen chị già hoặc là khen em Tèo, thì càng làm cho nhóm của Hùng Lý càng ngày càng có động lực nhiều hơn để làm những cái việc có ý nghĩa cho xã hội nhiều hơn. Những lời khen của anh chị là những năng lượng, nạp năng lượng và những cái động lực làm cho nhóm của Hùng Lý càng ngày sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng những người yêu thương mình và yêu thương cơ sở sắp mới của cả nhà nha. Thế đây cả nhà, chúc cho cả nhà mình luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, thân tâm.